Tập 22. Vậy thì anh Rương định cho Quang Phên và con chúng ta ở nhà nhỏ xíu cho người ở sao? Có cãi nhau ầm ĩ nhưng người ta vẫn là vợ chồng hoạn nạn có nhau, tất nhiên vợ mình mới là nhất. Em sẽ xin quà của anh Rương nhiều hơn những gì bọn họ có được. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ là người quản lý trật tự ở đây. Tiền công cho những gì cậu đã làm vào tối hôm qua, tôi muốn cho ai đi, ai ở thì đó cũng là chuyện của tôi. Anh có nói gì tôi cũng không đồng ý. Mút ra phải ở chỗ đó. Trời ơi, đánh đi. Đặt đi, tôi đặt đi nhà. Đặt đi, đặt đi. Nhanh lên. Được rồi. Lần này đảm bảo thắng luôn. Nè, không có được bỏ tay vào. Phát tài nha. Lấy tay ra đi. Đặt đi, đặt đi, đặt đi. Nhanh tay lên. Đánh nữa đi. Rốt. Phải rồi đó. Hôm nay con không đi trong nhà xưởng son. Ba giờ con nói là không cần tới nữa. Nói con ra tiệm vàng trong tiệm thôi. Rồi tình cờ con biết được có người đem dây chuyền vàng này đem đi bán, nên con tiện tay cầm lấy mang tới đây luôn. Đây là sợi dây mà ba cho thằng Rít mà. Dạ đúng. Nhưng mà thằng Rít này nó chơi nợ tiền người ta, cho nên là phải bán sợi dây chuyền vàng này đi để trả nợ. Cho bao nhiêu tiền cũng hết, cho vàng cũng bán đi. Đúng là thằng con trời đánh mà. Rít tay nghề tốt đó con. Mặt bị sao vậy? Lại đi gây gỗ với ai đúng không? Thì tối qua con say rượu nên bị té thôi. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây, ngoan ngoãn ở nhà về sau. Con đang bị thương mà, muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút, không muốn ra ngoài. Vậy hả? Nè, con lấy cái giọng này ở đâu ra? Từ từ nói với con, sao cứ phải động tay động chân vậy? Rồi hỏi lấy ở đâu ra là sao? Nếu đây là cái ba cho thì đây là cái gì? Lại mang đi cầm cố nữa sao? Mang đi đánh cược rồi sau đó bị tụi nó lừa. Thua cược không có tiền trả nên lấy cái vòng này đưa cho tụi nó. Nếu không phải anh rốt thấy mang về thì cái vòng này coi như đã mất luôn rồi. Anh lại dám lấy chuyện của tôi mét ba hả? Rốt. Nè đó. Con à, Rít, con à, có sao không con? Ba không đứng yên cho mày đánh anh rốt đâu. Ba đã cố gắng nhẫn nhịn mày hết lần này tới lần khác rồi, nhưng mày nhất quyết không chịu thay đổi. Từ giờ trở đi ba sẽ không quản mày nữa. Mày đi xuống nhà dưới ở, cấm không được bén mảng gây sự tới nhà lớn. Anh Rương, đừng nói là cho con xuống ở nhà nhỏ cùng với con vợ nhỏ nha. Làm như vậy mà được sao? Sự chịu đựng của tôi với nó đã vượt quá giới hạn rồi. Đi, đi thu dọn sạch sẽ đồ đạc của mày rồi biến ngay khỏi nhà này cho tao. Ngay lập tức. Dẹp hết đi. Con lại nhớ tới mẹ của con nữa hả Múc Đa? Căn phòng mới mà con định dọn vô á hơi nhỏ một chút, nhưng mà con cũng đừng vì như vậy mà để cho bản thân phải suy nghĩ nhiều, có biết chưa? Dạ con biết chú chồng.
cậu Rít, cậu làm cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy trời? Mấy cái rổ đựng quần áo đang yên đang lành, làm cái gì mà quăng hết vậy? Chú không phải là con, chú không có hiểu đâu. Làm sao mà tôi không hiểu được? Tôi hiểu hết đó. Hiểu làm sao mà cậu tức giận tới vậy? Nhưng mà tức giận được cái gì? Là mình làm mẩy? Là mình làm mẩy hả? Chú thôi đi, đừng có nghĩ là nuôi con từ nhỏ rồi có thể lên mặt dạy đời con nha. Con cũng là cậu chủ đó. Nè, trời đất ơi. Nè, anh chồng, anh có sao không hả? Lại là chuyện gì nữa đây? Tới nỗi phải động tay động chân là sao hả? Mẹ à, tại ổng lên mặt dạy đời con trước mà. Chỉ ba và mẹ dạy đời con thôi á, con đã chịu không nổi rồi. Con hành động với cái thái độ như vậy là không có được đâu. Mẹ không bao giờ nuôi dạy con để trở thành người như vậy. Nhìn đi, đồ đạc bị dở hỏng hết rồi. Nè, mẹ à, mẹ từng quan tâm dạy dỗ con hồi nào? Mẹ chỉ quan tâm giám sát ba thôi. Mẹ từng quan tâm tới con hồi nào chứ? Rít à, cổ con sao lại có vết sẹo lớn như vậy? Là do mẹ không muốn có con đó thôi. Lấy dây thừng thắt cổ con lúc con còn nhỏ đó. Mẹ muốn giết chết con, bây giờ mẹ giả bộ quên hả? Không phải. Mẹ chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại con của mình. Mẹ yêu thương tất cả các con của mẹ như nhau. Còn con đó Rít, nếu như mẹ biết lớn lên con sẽ trở thành người như vậy, mẹ đã lấy khăn trùm cho con ngạt thở chết từ lúc mới sinh ra rồi. Thằng con bất hiếu, đồ bất hiếu. Mẹ, đồ bất hiếu. Mẹ, dừng lại đi. Thôi, thôi, con kêu mẹ dừng lại. Thôi. Ôi, ôi. Trời ơi. Anh vội vàng về để thay đồ, đi trông coi chỗ cá độ sau. Nếu mà anh gấp tới vậy thì cứ mặc đồ cảnh sát đi luôn đi. Anh đã quyết định chưa? Anh muốn tới sòng bài làm việc thật sao? Anh biết mình đang làm cái gì. Em đừng nói nữa. Điều gì nó đã khiến cho anh thay đổi tới như vậy chứ? Là lý tưởng với thực tế, nó khác xa nhau lắm đó. Anh bắt buộc phải chọn như vậy thôi. Anh đã biến chất rồi. Em ngày càng thất vọng về anh. Rồi, cứ đặt đi. Phát rồi, phát rồi. Đặt đi. Nè, đặt đi. Đặt đi cho tôi đặt. Nhanh tay lên. Đang hả? Mọi thứ có ổn hay không? Thua quá rồi nè. Bạn đó kìa. Rồi, lấy tay lên. Bắt đầu lên tay rồi. Nè, đặt đi chứ. Cậu chơi được nữa sao? Gián nào cũng thắng hết luôn. Đúng vậy. Đặt theo cậu ta, kiểu gì cũng ăn. Thua nãy giờ mất nhiều quá. Bây giờ tôi đặt theo cậu ta luôn. Tiếp đi, tiếp đi. Được rồi, bảo đặt đi.
Mau đặt đi. Đặt đi, chờ cái gì nữa. Được rồi. Đặt đi, nhanh lên, nhanh lên. Đặt đi chứ. Đặt đi. Mau đặt đi. Đặt đi, đặt đi. Đặt đi. Có bao nhiêu đặt hết. Đặt đi, cho tôi đặt theo với. Thoải mái đi, thoải mái đi mà. Nè, đặt đi, nhanh lên. Đặt đi, cho tôi theo với. Đặt nhanh lên đi, tôi sốt ruột quá. Mau lên. Có chơi hay không đây, mau đặt đi. Chờ cái gì nữa. Đặt đi. Nào, đặt đi, đặt đi. Nhanh hơn mà. Ừ. Tính làm cái gì ở đây chứ? Có biết là hậu quả của việc mình làm hay không? Tụi bây cũng gan thiệt. Dám dở trò đây hả? Lôi tụi nó tới phòng ông chủ Trương, nhanh lên. Đi. Có chuyện gì vậy? Ra là văn lận hả? Một chút nữa là tôi thua hết. Đúng là tốn của. Khi mà tao bỏ tiền ra nuôi chúng mày, cuối cùng tụi mày dám cắn sau lưng tao. Đứng dậy. Mơ là tao sẽ tha cho mày. Nè, ông chủ Trương, được rồi. Dừng tay lại đi. Giết chết hắn thì cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Cái gì cho qua thì cứ cho qua đi. Không biết được tụi hắn trộm bao nhiêu tiền nữa đây. Em xin lỗi anh Trương. Em cũng là bất đắc dĩ thôi. Con của em còn nhỏ, em bắt buộc phải làm vậy mà. Mày rất là may mắn khi được đội trưởng mở lời xin tha. Không thì ngày hôm nay mày không còn mạng mà bước ra khỏi đây. Thằng ăn cháo đã bắt. Đừng bao giờ để tao thấy mặt tụi bay trong cái huyện này nữa. Hậu quả như thế nào chắc tụi bay cũng biết rồi đúng không? Cút ngay đi. Dạ, em cảm ơn anh Trương. Cút đi. Cảm ơn cậu nhiều lắm đội trưởng, đã giúp tôi tóm được tụi nó. Thứ bảy tuần này cậu ghé nhà tôi chơi đi. Sao mỏn chắc là mừng lắm. Dạ. Cuối cùng thì sao? Em vẫn được tới đây ở. Vợ cả thì đã sao? Đấu sao lại được cái vợ bé như em chứ? Đợi một ngày không xa, em sẽ lên thay vị trí của chị ta. Chờ đi Phờ Lâm. Trước cái lúc thay thế được vị trí của con Phờ Lâm, em phải lo sinh cho ông chủ một thằng con trai đã. Chị đã nhờ người ở dưới bếp sắc thuốc bổ cho em rồi. Rít à. Rít, dậy đi con. Rít à. Dậy đi mà. Ôi, mẹ à. Mới sáng sớm mà mẹ gọi con làm cái gì vậy hả? Giờ này mà còn sớm nữa sao? Nhìn mặt trời lên đỉnh đầu rồi kia kìa. Đứng lên đi ăn sáng đi, ba đang đợi đó. Ôi, không ăn đâu. Con vẫn chưa đói mà, con muốn ngủ tiếp á. Nè, con bị cái gì đây hả? Bị bệnh rồi phải không? Giờ con đi ăn cơm đi đã, ba đang ngồi đợi đó. Không ăn đâu. Con nói là con muốn ngủ tiếp mà. Con không muốn ăn, ăn không có vô. Sao mà hư quá đi. Không có đi đâu hết. Đứng lên đi ăn cơm, nhanh lên. Con không vô nhanh đâu. Lên. Đi ăn cơm. Đi. Mẹ nói con nghe không? Tiếp. Đi, nhanh lên.
Con đã nói là con muốn ngủ tiếp rồi mà mẹ. Ôi. Sao lại đỏ tới mức này chứ? Thằng con trời đánh, sao tao lại có đứa con như mày? Cái tính cái nết giống ai vậy không biết? Tính nết giống ai hả? Thì giống ba chứ ai. Anh Rương, đừng mà. Chết đi. Anh Rương, chết đi. Em xin anh đó. Thằng mất đừng dạy. Đừng con nữa mà. Anh Rương, buông ra. Ba. Anh Rương à, mày là thằng con mất dạy. Không, anh Rương. Anh Rương, sao anh lại giết con như vậy chứ? Con tôi hả? Tôi không có loại con như vậy. Thằng con chuyên đi gây sự, nuôi mày để làm gì? Rít à, con đừng bị làm sao nha. Rít à, đừng bị gì hết nha con. Đồ ác độc, ông tự tay giết chết con mình. Ông lúc nào cũng chỉ quan tâm thằng Rốt. Loại như ông không sống lâu được đâu. Rít. Ông cũng sẽ chết một cách đau đớn giống như tôi. Rít, Rít à. Rít ơi. Mơ cái quái gì vậy? Lấy một nước atiso và một trà sữa ít ngọt nha. Đồ ăn hả? Còn cậu thì sao? Thêm mấy phần đây? Hãy cho tôi hai phần. Được rồi, đợi một chút nha. Cảm ơn nha. Cô à, đây. Nhân viên giúp việc quán đi đâu cả rồi? Sao để bạn gái bẩn thỉu bừa bộn quá vậy hả? Được rồi, đợi một chút, nhân viên ra liền. Đợi một chút tôi quay lại ngay. Đi nha. Không lẽ nhân viên trốn việc hết hay sao mà chạy đâu hết cả rồi? Sao để một mình cô làm như vậy chứ? Chắc là chơi cá độ thua hay sao á, trốn đâu mất rồi. Chắc nó sợ người ta đòi nợ, nó là không dám làm ở đây nữa, bỏ đi rồi. Học hành cũng bỏ luôn. Hả? Cút đi. Cút đi. Đây, đừng làm bậy nha. Cút đi. Làm gì vậy? Đồ bắt bóng rồi. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người. Đó, muốn gì hả? Chạy cút đi. Muốn làm loạn sao? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người. Tôi cũng dạm chứ. Bị hút bóng rồi. Đúng vậy. Các người nói gì? Làm gì lại đi. Muốn nổi loạn đúng không? Ai không tuân theo quy định nộp phí mới, các người không muốn buôn bán nữa thì các người mau cuốn gói cút hết đi. Phải đó, làm sao chúng ta phải đi chứ? Đúng hay không đi? Đã, các người, các người mau dừng lại. Đã, đừng làm bậy nha. Tôi sẽ nhớ mặt các người. Tôi sẽ không bỏ qua đâu. Mọi người, tránh đi. Dừng lại đi. Tất cả dừng lại hết cho tôi. Có chuyện gì đây hả? Mọi người bình tĩnh nói chuyện đi. Bạn bè tiếp theo không nói chuyện đó. Không được. Tôi phải đi. Đúng rồi. Làm như vậy là vi phạm pháp luật đó. Ta nói vậy là sao? Đội trưởng à, lại chiến ghe từ một phía không vậy? Tại sao chúng ta lại phải đi? Đúng vậy, vậy đó. Đúng vậy đó. Vô lý quá. Làm sao mà công bằng được chứ? Các người thấy không vừa lòng sao? Đúng vậy. Như vậy là quá bất công. Được rồi, bình tĩnh đi. Đừng cãi nhau nữa. Nếu các người cố chấp không chịu nghe theo thì các người chỉ thiệt thôi thôi. Tôi nói trước rồi đó. Muốn chịu phạt đúng không? Được rồi, mọi người đi về hết đi. Giải tán đi, nhanh lên. Thiệt tình. Các người mới cút đi đó. Nhưng mà cũng nhiều năm rồi, mình không tăng tiền thuê chợ.
Nhưng mà hôm nay con nói tăng phí, tới mai đi thu luôn. Gấp gáp như vậy thì không có hợp lý một chút nào con ạ. Con muốn làm gì ở chợ cũng được hết mẹ à. Ba đã cho con toàn quyền quyết định rồi. Nếu như tụi dân đen này không chịu trả thì cứ biến chỗ khác mà làm ăn đi. Rốt. Ờ, bà chủ thử nghe ý kiến của tôi coi có được không. Tôi thấy là nếu như mình thu gấp như vậy, sợ dân làng họ cũng không có sai kịp đâu. Ờ, coi cách này như thế nào đi. Những người cũ thì mình cứ vẫn giữ nguyên giá thuê cũ, còn phần những lái thương mới tới mình lấy luôn giá thuê mới, là phí mà cậu Rốt muốn đề cập tới. Rồi sau đó mình thông báo cho những người cũ luôn là sang năm chúng ta sẽ thu phí giống y như những người mới tới. Cậu Rốt thấy sao? Chợ cậu Rốt quản lý vừa lớn vừa tấp nập nhiều mặt hàng. Tôi nghĩ là dân làng họ cũng không muốn rời đi nơi khác làm ăn đâu. Mẹ đồng ý với ý kiến của đội trưởng. Rồi người dân cũng không dám nói ra nói vào gì nữa. Rất tốt. Đội trưởng thực sự rất phù hợp để làm em rể của tôi. Ta mỏn công nhận là có mắt nhìn người thật đó. Tôi là cảnh sát mà, có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi, giữ gìn trật tự xã hội thôi. Mời cậu ở lại dùng bữa tối. Một chút nữa Sa Mỏn cũng về tới. Hôm nay tôi xin phép bà chủ về trước. Tôi có công việc cần phải đi ngay bây giờ. Đội trưởng. Dạ. Có người nhờ tôi đưa giùm. Dạ đưa ra cho con đi. Đang nấu món gì đó, thơm quá đi. Canh qua đậu nấu chua đó đội trưởng à. Tại vì tôi thấy nhìn ngon miệng quá. Đội trưởng không đợi cô Sa Mỏng về cùng dùng bữa hả? À, không có. Hôm nay tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Mút Đa. Nè, dành một chút thời gian ra ngoài nói chuyện với tôi được không? Nói chuyện ở đây cũng được mà. Nhưng mà chuyện đó nói ở đây không tiện lắm. Đi đi, để đó của Bun ta trông dùm cho. Dạ không sao đâu cô, nói chuyện ở đây cũng được mà. Tôi đang rất bận đó. Nhưng tôi muốn nói chuyện riêng với cô một chút. Gửi đồ đó, đi ra ngoài với tôi đi, nhanh lên. Đây là đồ của anh không phải sao? Đưa trả tôi làm gì? Thì thử mở ra coi trước đi. Hồi lúc sáng tôi bỏ vào túi hai chiếc khăn tay mà, mất đâu một chiếc rồi. Vậy thì cô có biết khăn tay này có những công dụng gì hay không? Nói tôi nghe thử coi. Thì dùng để lau tay, lau miệng, lau đồ dùng thôi mà. Không phải như vậy đâu. Vậy còn dùng để làm gì nữa hả? Thì để mang ra ngắm những lúc mà cô nhớ tới tôi. Cho nên chiếc khăn tay này tôi tặng cô. Ai nói là sẽ nhận quà tặng của anh kia chứ. Anh Á Khôn. Thời tiết gì nóng quá không biết. Đúng là nóng không chịu nổi mà. Có chuyện gì vậy Trung Quý? Lần đầu tiên em thấy người như anh nói là đổ mồ hôi mà mặt mày khô ra như vậy. Thì tôi đang lau không thấy hả? Lau nãy giờ khô hết rồi. Rồi sao?
Trung Quý có chuyện gì? Ồ, nếu anh đã lau khô mồ hôi tới mức này rồi thì em xin mời anh lên phòng thiếu tá sặc sẩm. Thiếu tá nhờ em đi tìm anh, nói là có chuyện cần trao đổi với anh đó. Việc mà lúc trước tôi nhờ cậu đi làm đó đã có tiến triển chưa? Tôi cũng mới biết đó, người chỗ này không ngờ thích chơi bài cá độ tới mức đó. Cũng khó giải thích lắm, vì sao ông chủ Trương lại có thể giàu nhanh tới như vậy? Tôi được biết là cậu đã giúp ông chủ Trương giải quyết vụ việc ở sòng bạc, có đúng không? Tôi thấy là ông ta rất hài lòng về cậu đó. Việc tôi làm đều là vì nhiệm vụ mà ngài giao phó đó. Với lại bây giờ tôi thấy là bên quản lý trên kia hay qua kiểm tra lắm, cho nên tôi hơi lo lắng. Điều mà ông Trương đang đề cập tới, liệu nó có mang lại được giá trị gì không? Thời gian gần đây, ở trên điều người xuống kiểm tra gắt quá, tôi phải điều động người bên tôi cảnh giác hơn. Cũng phải cảm ơn ngài đã quan tâm và giúp đỡ tôi. Chuyện này đơn giản thôi, ông không cần lo. Nhưng mà... Có chuyện gì vậy thiếu tá? Cứ nói thẳng ra đi, không có gì phải ngại. Tiền chỉ là một phần thôi, cái mà tôi lo là người ở bên tôi. Tôi thấy điều mà chúng ta đã từng bàn bạc cũng đã thống nhất trước đây rồi. Tới hiện tại thì tôi thấy cần phải thay đổi một chút vấn đề đó. Vậy thiếu tá nghĩ nên có những thay đổi ra sao? Qua đây. Bỏ em ra đi. Nếu như anh muốn em múa cho anh coi cả đêm thì sao? Anh phải làm sao thì mới chịu? Ai mà dám đi múa đi chơi với anh cả đêm chứ? Mẹ anh khó tính quá chừng luôn. Nếu mà để cho mẹ anh biết được là em không những bị ăn đòn mà còn bị đuổi việc luôn khỏi đây đó. Em không đi đâu. Ôi. Cầm đi cho anh vui. Trời ơi. Anh Trương đi đâu rồi không biết nữa hả chị? Hai bữa nay không thấy bóng dáng đâu hết. Em nghĩ chắc chắn mụ già đó không cho đi tìm em. Ngày mai nhờ chị đi nói hộ giùm em nha. Anh từ từ thôi. Nhà của anh đó. Cẩn thận đó. Là nhà của anh nên nhà không anh đó phải hả? Sợ cái gì hết. Nè. Đã nói là nhà của anh rồi, cứ vô đi đừng có sợ. Anh Rít à, đứng dậy đi đàng hoàng coi. Quang Phên à, ra đây đi. Có chuyện gì? Ra đây có cái này hay lắm nè, nhanh lên. Nhanh lên đi. Nhìn kìa. Trời ơi. Nè, qua đây qua đây. Nhà anh rộng lớn quá. Đi cẩn thận đó. Trời ơi.
Ôi, ôi, thằng Rích vậy mà dám dẫn gái nhảy ở chợ đêm về luôn đó. Vụ này cũng không nhỏ đâu đó. Bà Phờ Lươm, bà biết mình có con dâu làm gái múa hội chợ. Chắc phải sốc ngất đi luôn đó chị à. Nếu mà chúng ta dụ nó về phe của mình. Ôi. Như vậy em thích kẹo bà ta lúc nào cũng được hết. Vụ này phải tiến hành nhanh thôi. Thằng Rích, mày tới công chuyện với tao chắc luôn. Tới phòng rồi anh. Đi cẩn thận. Cẩn thận một chút. Anh nặng quá chừng luôn. Trời ơi. Em đẹp lắm luôn. Từ từ. Từ từ đã. Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi đã. Đẹp như tiên vậy. Anh định làm cái gì? Đừng mà. Không được. Đừng mà. Đừng như vậy mà. Anh định làm cái gì em? Anh Rết à. Đừng có như vậy mà. Anh Rết. Anh Rết à. Anh định làm gì? Anh Rết. Từ từ đã. Anh Rết à. Từ từ đã mà. Anh làm em nhột đó. Anh Rít. Anh Rít à? Anh Rít. Trời ơi. Không thấy có cái phong thái đàn ông gì hết trơn. Sao mà đau dữ vậy nè? Sao tự nhiên mình nằm ở dưới đất vậy? Nè, sao cô? Sao cô lại ở trong phòng tôi? Anh à, anh nói như vậy nghĩa là anh không muốn chịu trách nhiệm với em đúng không? Đừng nói là tối qua tụi mình đã tôi và cô. Đã làm tới nước này rồi còn nói như vậy nữa sao? Ơi. Sao? Sao tự nhiên tôi không nhớ gì hết trơn vậy? Anh thì nhớ được cái gì chứ? Anh không chịu trách nhiệm với em đúng không? Nè. Tại sao nói như vậy chứ? Nhưng mà tôi anh không nhớ gì hết. Em nè. Ghét anh. Em ghét làm cái gì vậy? Nè, trời ơi. Em ghét anh. Thôi đi, thôi. Bỏ em ra đi. Tính đi đâu? À, em đói rồi. Anh coi thử có gì cho em ăn hay không hả? Vậy thì theo anh đi. Anh dẫn em đi ăn cơm. Mình đi ăn ở đâu vậy anh? Em thấy là mình đi chợ mua đồ về làm món gỏi đu đủ. Ăn không được hay sao hả? Em đó, làm món gỏi hơi bị ngon. Để dành bữa sau đi. Nào, anh dẫn em đi ăn cơm ha. Đi thôi. Nhìn ngon quá. Cái này là của ba nè. Mà cảm ơn con đi. Nhờ. À, cảm còn ơn của con. Mẹ nữa. Con tới rồi. Đây là Uray, vợ của con. Đưa mày xuống nhà nhỏ để ở là để trị cái nết bất trị của mày. Nhưng mày không có chịu thay đổi gì hết. Đi kiếm vợ về ở chung luôn hả? Gái nhảy đây hay sao? Đừng có nói là chơi hội đêm qua rồi nhặt vợ về nha. Công nhận dễ thiệt á.
Sao ba lại có thể nói những lời như vậy chứ? Ba ơi, sao mọi người lại có thể đối xử với con như vậy được chứ? Nếu như mẹ con không mất sớm, ba con không lấy vợ lẽ, thì con cũng không phải dấn thân đi làm cái nghề này đâu. Ba mẹ hãy thương tình con với mà. Ba mẹ thương tình con với. Đội trưởng cứ tới đây giúp tôi đi, tôi sẽ trả tiền thưởng cho cậu xứng đáng. Kế hoạch tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Dạ, chuẩn bị xong hết rồi sao? Từ từ rồi đội trưởng sẽ biết. Nếu như nó không hề mang thai, anh Rương chắc chắn tống cổ nó ra khỏi nhà này. Đừng có gọi tôi như vậy nữa được không? Mình nói chuyện với nhau một chút có được không? Nói chuyện giữa anh chồng với em dâu. Tôi nghi ngờ Quang Phên xảy thai lần này là do bà Phà Lung nhúng tay vào.